hoàn cảnh của một người trong cuộc đời Các hung họa phước Vinh hoa phú quý Đều không phải là ngẫu nhiên Ở trong liễu phạm tư huấn Đã nói với chúng ta là Trong mạng đã định trước rồi Ai đã định trước cho bạn gì là chính mình định trước cho mình, không phải người khác. Nhân mà bạn tạo ra từ đời trước thì đời này bạn đến thọ nhận quả báo. Đây là điều mà trên kinh luận Phật thường xuyên nói với chúng ta, nhân sanh thù nghiệp chuyện liễu phàm tứ huấn chính là nói đại đạo lý của những nhân quả này con người có tiền kiếp có kiếp sau tuyệt đối không phải nói người chết rồi là hết không còn gì nữa nếu được như vậy thì quá tốt chúng ta cũng không cần phải tu học nữa rồi hiện trạng trên thực tế khi chết rồi sẽ vô cùng khủng khiếp vấn đề này mới nghiêm trọng sau khi chết rồi thì kiếp sau của bạn sẽ thế nào tình trạng kiếp sau thế nào thì hiện nay dùng khoa học kỹ thuật ngày nay để do thám cũng có rất nhiều bằng chứng trước đây khi tôi ở mỹ xem được một số báo cáo thu thập về việc chuyển thế của người mỹ những báo cáo này thu thập được rất nhiều thông tin Ấn phẩm rất nhiều Đều đã trải qua kiểm chứng Đích thực là đã chứng minh Nhà Phật Nhà Ấn Độ Giáo Nói về Luân Hồi Là có thật Chứng cứ của họ Đại khái khoảng 60 đến là dùng phương pháp thôi miên Hiện nay có gần khoảng 10.000 trường hợp Từ trong trạng thái thôi miên nói ra Tiền kiếp trước đây của họ Kiếp trước nữa của họ Và còn có thể Suy đoán đến kiếp thứ ba Kiếp thứ tư, kiếp thứ năm Trước đó Sau đó đi kiểm chứng Sau khi kiểm chứng có kết quả rồi Thì có người đích thực từ nhân đạo đến đầu thai Có người từ đường xuất sanh đến đầu thai Có một số người thì Chúng ta ở thế gian này không tìm thấy chứng cứ Theo phán đoán có khả năng là người ngoài hành tinh đến đầu thai Điều có Tôi xem được một phần dịch của bản báo cáo tôi thu thập được không ít những tài liệu này ở mỹ nhưng không mang về hiện nay những tài liệu này đã được dẫn chuyển về rồi nhưng tôi cũng không biết là để ở đâu lần này tôi có cơ hội đến nước mỹ tôi sẽ nhờ họ thu thập lại cho tôi những tài liệu như vậy diễn ra trong thời gian gần đây sẽ tương đối phong phú cho nên chúng ta cần phải khẳng định Con người chân thật là có kiếp trước Cũng có thể mỗi một đồng tu Chúng ta chính các bạn đều có kinh nghiệm Các bạn đi du lịch ra bên ngoài Đi tham quan du lịch nước ngoài Đột nhiên nhìn thấy khu vực này Trong một sát na Có một cảm giác là khu vực này rất quen thuộc Thế nhưng quả thật bạn từ trước đến nay Chưa từng đến đây Từ trước đến đây chưa từng đến Thì tại vì sao bạn thấy rất quen thuộc Là vì kiếp trước bạn đã từng sống ở đó Đã từng sinh hoạt ở đó rồi Mười mấy năm trước Khi tôi mới đến thành phố Dallas Ở nước Mỹ Cư sĩ Thái Văn Hùng Ở Dallas kể cho tôi một câu chuyện Ông tin tưởng và khẳng định Ông có kiếp trước Ông kể là khi ông mới đến nước Mỹ Ở tại San Francisco Có một hôm Ông cùng vài người bạn đi chơi Rồi bị lạc đường Khi lái xe đến một thị trấn nhỏ Ông đột nhiên cảm thấy thị trấn nhỏ này rất quen Đường xá của thị trấn cách đi lại Có những kiến trúc gì Khi ông chưa vào thị trấn nhỏ này Thì trong đầu ông đã có những ấn tượng này rồi sau khi vào thị trấn rồi thì quả nhiên không sai ông đều có thể chỉ rõ ra thế nhưng ông từ trước đến nay quả thật là chưa từng đến thị trấn này ông hỏi tôi chuyện này tôi nói có khả năng kiếp trước của ông là người của thị trấn này ông đã từng sống ở đó có kiếp trước có kiếp này thì nhất định có kiếp sau phật trên kinh thường khuyên bảo chúng ta thế gian vô thường cõi nước mong manh hai câu nói này là lời chân thật lời cảnh tỉnh chân thật chúng ta nếu có thể thể hội được cuộc đời này của chúng ta nên dùng tâm thái như thế nào để làm người thì bạn mới có thể nắm vững được một phương hướng chính xác Đời người ở thế gian Vô cùng ngắn ngủi. Tôi đã 74 tuổi rồi Là chết được rồi Nhân sanh thất thập cổ lai Tôi không nghĩ làm thế nào Để mặc sống lâu Mà tôi suy nghĩ sẽ chết như thế nào Trong tương lai suy nghĩ sau khi chết rồi làm thế nào nếu như chỉ suy nghĩ đến trước mắt thì trước mắt quá ngắn ngủi tầm nhìn quá nông cạn rồi cho nên chỉ cần có cơ duyên thì nhất định phải nắm chắc